Và cái đê này thì nó chỉ 12 tấn ý nhỉ, bác nhỉ? Đê này. Đê này 12 tấn nhưng toàn xe to nó chạy ý nhỉ? Vâng, toàn xe to. Thế ở đây thì bụi này bà con chắc là cũng kiến nghị lên nhiều xã rồi nhỉ? Đề nghị chỉ là một phần thôi. Thế là mình cũng có đề nghị lên xã về vấn đề này, về bụi bẩn. Chắc cũng có nhiều, không, nó chỉ là một phần nào. Không xử lý được. Phần lỗi thôi. Vâng. Mà hoa màu mình bị ảnh hưởng, họ lại đổ đổ sang sâu chứ không phải. Đổ sâu rồi, sao bị héo lá thật. Lá cứ như người ta hết. Lá thì là cứ đổ như là sâu. Đổ như là sâu, với này phải là chúng ta không kêu được, không kêu được phép lần giá. Giá là nào dụng nào nhiều, khái lò là bị ảnh hưởng nhiều. Vâng. Cái khái lò là nó tạt qua thì nó ảnh hưởng ít. Nhà nó vào từ nhà thì dù nó sập xuống là cái vui khái lò đó. Đấy. Cứ đi qua đây chúng ta bụi mù hết đây này. Cả từ đây đến là mết mà người bụi mù hết. Bãi là bẩn. Bãi cũng thế. Đổ các thứ đều đổ bừa bừa ra. Bây giờ lên hề lắm rồi. À, thế dân ở đây là hèn không thua. Dân ở đây kêu nhiều không ăn thua. Không thua. Vâng. Là chỉ sao là cái này là đúng là cán bộ. Cho nên bịt mồm chúng ta lại. Bịt mồm cán bộ lại, một cán bộ ăn này là chúng ta mất. Là chúng ta không đầy chúng ta. Những người ăn đây nổi là có bọn lò gạch là nó làm việc người ta hết. Vâng. Là chúng ta là kêu không thua người ta cứ bảo nó xong. Vâng.